preview. Xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại cùng với phần chia sẻ và bình luận trên kênh của Quỳnh. Kính thưa quý cô chú bác anh chị em, lời đầu tiên chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã luôn quan tâm theo dõi, để lại những lời bình luận trên tinh thần bước ra khỏi sự khác biệt bằng văn minh và tử tế. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ mà tất cả quý khán thính giả đã dành cho Quỳnh trong suốt khoảng thời gian qua. Và kính thưa quý vị, hôm nay trong chủ đề cuối tuần như lời đã hẹn thì tôi cũng sẽ có buổi giao lưu, trao đổi và đọc tất cả những cái comment của các bạn là anti fan của tôi và là những fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì trong nhiều chủ đề mà tôi phân tích gần thời gian gần đây đó thì tôi thấy các bạn là vào và bình luận trên kênh tôi, nhưng mà vì chen ngang bình luận như thế lại không có văn minh á thì tôi không có trả lời. Nhưng mà tôi có nói đó là các bạn đọc, các bạn viết thì tôi có đọc hết, nhưng để tôi trả lời thì các bạn cần văn minh và tử tế. Thì hôm nay mình hẹn thì coi thử coi các bạn có vào hay không. Bởi vì tôi đó, tôi là tôi rõ ràng á, hẹn là tôi sẽ tiếp đón rất là chu đáo. Và để khi mà các bạn vào đó thì hôm nay tôi sẽ có sẵn một cái câu chuyện để kể cho các bạn nghe. Các bạn bảo vệ tỉnh thất bồng lai thì các bạn sẽ thấy như thế này. Bây giờ rõ ràng là cô Hằng mãi đỉnh của các bạn, hay nói chính xác là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị lợi dụng. Vì sao? Tôi sẽ chứng minh dần dần thông qua những hành vi, thông qua báo chí, thông qua việc mà người ta tung tin, đưa thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng trong các clip ngắn dần dần. Nhưng hôm nay thì ở đây đó, trong cái phần mà đám đông, bởi vì sao? Bởi vì tôi có nói là tôi sẽ chào đón các bạn thì tôi cũng chuẩn bị sẵn câu chuyện chứ. Mình mời tiệc, mở tiệc, mình đãi người ta, mình phải có cái câu chuyện gì đó để chào đón mọi người chứ. Thì cái câu chuyện mà các bạn có thể thấy rằng là cái việc tạo dựng tập hợp lực lượng của bà Nguyễn Phương Hằng đó là nó xuất phát trong suốt cả hơn một năm qua. Nhưng từ trên mạng bước ra ngoài đời thực đó, thì cái ngày đánh dấu là ngày 4 tháng 11 của năm 2021, đó chính là ngày bà Nguyễn Phương Hằng kéo đến tỉnh Thất Bồng Lai. Và ở đây đó thì hàng trăm, hàng ngàn người ủng hộ, rồi bắt đầu là trong đó có những người giống như là các luật sư, rồi những người kéo theo tiền hô hậu ủng đầy đủ hết. Nhưng cuối cùng báo công an thành phố Hồ Chí Minh lại nói rằng là cái giá của sự ảo tưởng và ngông cuồng. Và trong phần cái giá của sự ảo tưởng và ngông cuồng đó thì cơ quan chức năng đã nói về cái hành vi kéo tới tỉnh Thất Bồng Lai là hành vi không hợp tác, coi thường pháp luật. Bài này có thể chứng minh rằng tôi nói đúng chứ tôi không nói sai. Cho nên nếu như mà các luật sư đứng bên cạnh, hoặc là những người mà ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đó, những người mà biết là bà Nguyễn Phương Hằng mà nói đúng hay là nói làm cái gì sai để mà ngăn chặn đó thì nó khác rồi. Nhưng mà không ngăn chặn, bà Nguyễn Phương Hằng xui nhất là gì quý vị? Xui nhất là có một đội ngũ những người ủng hộ, hiểu biết về luật pháp nhưng lại không khuyên bà Nguyễn Phương Hằng làm về luật pháp, mà họ để cho trượt dài, để cho ảo tưởng, rồi bắt đầu là để cho là dẫn tới cái tình trạng là ngông cuồng. Đó, từ cái câu chuyện là ra tòa Bình Dương đông như hội. Đây, những cái sai này đó thì được được coi giống như là được tung hô. Đây, tôi sẽ lấy trường hợp, tại vì nói về luật pháp thì mình sẽ phải lấy trường hợp của một câu chuyện ra để làm ví dụ cho quý vị. Mình phải lấy cho nó rõ ràng. Thì tôi chứng minh ngay, báo công an thành phố Hồ Chí Minh viết về câu chuyện mà mọi người tới tỉnh Thất Bồng Lai đó. Đây, tôi đọc lại nguyên văn nha. Các bạn nào mà đã từng đi tham gia tới tỉnh Thất Bồng Lai quậy đó thì nghe nè. Không hợp tác, coi thường pháp luật.
Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân, gây mất an ninh của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Đỉnh điểm là vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, Công an huyện Đức Hòa, Long An đã phải vất vả giải tán đám đông lên đến hàng ngàn người để phòng chống dịch Covid-19 khi nghe tin bà Nguyễn Phương Hằng kéo quân trong ngoặc kép xuống tỉnh Thất Bồng Lai, tên mới là Thiền Am bên bờ vũ trụ, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để gặp ông Lê Tùng Vân, chủ tỉnh Thất. Hồi đó mà nghe lời tôi thì đâu có bị... Hồi đó nghe lời tôi là dịch bệnh đang bùng phát, mình đừng có đi tới đi lui, rồi mình đừng có gây hấn gây rối thì đâu có đến nỗi nào. Mà tại sao không nghe lời tôi? Là tại vì đây nè quý vị, có rất là nhiều người ủng hộ, rồi những người ủng hộ đó là đi theo để lấy view, lấy like, rồi bắt đầu họ ủng hộ, họ đưa bà Nguyễn Phương Hằng lên. Thậm chí là cơ quan chức năng cũng đưa bà Nguyễn Phương Hằng luôn, chứ đâu có phải là không đưa. Cho nên từ cái lần Ngon Ăn này, lần thứ nhất Ngon Ăn kéo tới tỉnh Thất Bồng Lai, xong rồi mới kéo tới những ngày, mới bắt đầu là kéo tới những là lần khác. Đây, đây, người ta đã lên đó, nói rằng là cái này là sai. Bây giờ tôi có lời khuyên cho cánh chim đầu đàn, fan hâm mộ của người ủng hộ nhiệt thành Nguyễn Phương Hằng là Trần Quốc Vũ lo xóa clip nha. Tôi là bây giờ tôi là đi làm nè, tôi coi như là tôi đi là người mà đi rửa mặt mũi cho tất cả các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là ở đây đó là các bạn là cứ lên khoe, khoe xong rồi là bắt đầu bảo rằng là cô Hằng không có làm sai. Đúng ra đó là khi mà bà Nguyễn Phương Hằng bả xuống đó thì mình phải coi như là mình cảnh báo chị Hằng ơi, mình đừng có đi xuống đây, chị Hằng căng rồi, chị Hằng kéo xuống đây. Đây là tôi để lên, coi xóa mấy cái clip này đi nha Vũ, chứ không để nhục chết. Đây, cái gì bắt đầu từ cái chuyến này tôi nói đó, công an là lợi dụng bà Nguyễn Phương Hằng xong, thậm chí cho báo chí lên nói luôn. Đây, tôi nghĩ là dự kiến ngày mai Trần Quốc Vũ sẽ xóa một số cái clip. Đây, tôi cũng sẽ phát lại cho quý vị coi thử coi công an nói cái gì. Đây, quý vị coi thử coi lúc mà chị Hằng xuống á, trời ơi làm clip tung hô rồi ghê lắm. Đây nè, rồi nào là biến căng, rồi là hết hồn, rồi là hoảng hồn, rồi là đủ thứ các kiểu hết. Nhưng mà thực tế là bây giờ thì công an nói đó là hành vi vi phạm pháp luật. Sao lúc đó đàn em của Nguyễn Phương Hằng không chịu là khen, à không chịu là cản. Chị Hằng gây rối, đài truyền hình đã nói. Rồi cái gì? Thôi xong chị Hằng kéo 50 người xuống thăm, ngàn người hưởng ứng. Đây, chị Hằng kéo 50 người xuống thăm, chuyện gì sẽ xảy ra? Căng rồi chị Hằng kéo xuống, người ta đóng cửa sẽ ra sao? Rồi là gì? Cảnh tượng khủng khiếp, hàng ngàn người. Đây, rồi thậm chí là cái hành vi mà tụ tập ở tòa án đó, nhớ xóa nha Vũ nha. Xóa đi, tại vì chị cũng đã download hết rồi, xóa sớm đi. Đây, tôi sẽ để lên để tôi hỏi cơ quan chức năng rằng là những cái hành vi sai mà người bình thường thì tôi không có nói gì, nhưng mà những người mà hiểu biết về luật pháp đó thì lại là đi ủng hộ như thế này, thì thử coi thử là cái hành vi đó là hành vi hôm nay công an chức cơ quan chức năng là xác định là vi phạm pháp luật rồi thì sẽ trả lời ra làm sao. Đây, lúc mà kéo bầy kéo đàn biến căng, thôi căng từ kéo tới tỉnh Thất Bồng Lai xong mới chuyển sang tụ tập ở tòa án nè. Rồi từ cái chuyện tụ tập ở tòa án nè, thôi xong, giờ chưa biết ai xong, tôi thì tôi không biết ai xong rồi đó. Người xong thì rõ là chị Hằng, bây giờ chỉ xong và bị báo công an, chỉ nói kết tội rằng là cái tội đó là cái tội, là cái câu chuyện mà chị Hằng xuống tới tỉnh Thất Bồng Lai là câu chuyện là
coi thường luật pháp, không hợp tác rồi. Nhưng cơ quan chức năng cũng không có vô can, bởi vì họ cũng đã từng tạo điều kiện cho bà Nguyễn Phương Hằng xuống mà. Và cũng may là nhờ những người này họ lưu lại chiến tích của họ, thì bây giờ tôi mới biết được rằng là cơ quan chức năng hôm sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng. Đây. Thôi xong, xóa đi nha, tôi để lên cho biết đường đọc coi thử coi cái clip nào mà tôi để lên thì lo xóa đi, tại vì mở lại coi nhục chết. Đây. Hành vi cơ quan chức năng xác định là hành vi gây rối gây hấn nè, được tung hô nè, tôi nói có đệ thì hiểu biết về luật pháp mà binh chị hai đó. Chị à, thôi cái này dịch bệnh nó đang bùng phát, mình không có nên là kéo tới gây hấn gây rối. Chị à, thôi cái này mình không nên là tụ tập đông người giữa lúc đại dịch, mình không nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng, ít ra cũng phải có người khuyên, view, like, đi theo ủng hộ. Rồi bây giờ đây, cái hành vi mà cơ quan chức năng kết luận là nó vi phạm, nó được lên báo luôn á, thì lại được khen ngợi. Tôi nói đây, quý vị cứ coi những cái tiêu đề này, rồi từ từ tôi sẽ để cho các bạn nhìn lại các bạn đã bị lợi dụng ra làm sao. Ở Việt Nam khổ lắm, phải hiểu biết về luật pháp để biết cái hành vi này là hành vi đúng, hành vi nào là hành vi sai. Biết đúng biết sai đó thì mình mới có thể tránh được những cái chuyện mà mình bị ai đó lợi dụng mình. Đúng là đúng mà sai là sai, chứ không có chuyện sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng. Đây, với những cái hành vi này, chị Hằng ghé thăm cảnh tượng khủng khiếp, ngàn người vỡ trận. Đó, nếu hiểu biết về luật pháp thì đâu có như vậy. Vỡ trận thì đúng, giờ vỡ trận thiệt luôn. Quý vị sẽ thấy đó. Đây. Đây, chúng ta nghe lại. Trước khi bà Nguyễn Phương Hằng xuống á, là tôi đã viết ít nhất á, là vài bài. Trong đó có chuyện là bà Nguyễn Phương Hằng thực tập. Rồi trong đó có chuyện là bà Nguyễn Phương Hằng đã coi như là có dấu hiệu, sẽ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rồi công an sẽ gọi gài bẫy để cho lấn lướt tới. Thì đúng ngày hôm nay công an nói đó. Đây, cái giá của sự ảo tưởng và ngông cuồng mà ai đẩy bà Nguyễn Phương Hằng lên thành ảo tưởng và ngông cuồng là những đối tượng như thế này nè, vô tung hô bất chấp, đúng sai gì cũng tung hô hết, và thậm chí cơ quan chức năng còn tạo điều kiện nữa. Quý vị nghe nổi cái chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng tụ tập đó, quý vị nghe nè. Khi bà Nguyễn Phương Hằng xuống thì chúng ta thấy sự xuất hiện của cộng đồng mạng rất là lớn, số lượng người lên đến hàng ngàn, và chính vì lý do này đã khiến cho một số đối tượng thành phần họ không thích bà Hằng. Họ nói rằng bà Hằng đã gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến an ninh. Vậy thì thực hư câu chuyện này làm sao? Mời cả nhà nghe Đài truyền hình Long An nói rõ về vấn đề này. Này, vào chiều nay bà Nguyễn Phương Hằng đã có mặt tại địa điểm này sau lời hứa đến thăm, được bà Hằng chia sẻ trong buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội vào trước đó. Ngay sau thông tin này được chia sẻ, từ sáng nay đã có hàng ngàn người dân hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh tập trung gần khu vực Tỉnh Thất Bồng Lai để chứng kiến cuộc gặp mặt giữa bà Nguyễn Phương Hằng và những người trong Tỉnh Thất. Tuy nhiên, theo một số người dân phát trực tiếp tại địa điểm trên, bà Hằng đi một chiếc xe ô tô xuống đây và vẫn chưa ra khỏi xe. Trong khi đó, Tỉnh Thất Bồng Lai vẫn chốt kín cửa, không đón tiếp bất kỳ ai. Với lượng người dân tập trung đông đúc tại đây, công an địa phương đã có mặt kịp thời để thực hiện giãn cách, tránh tập trung đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của địa phương. Liên quan đến vụ việc này, ngành chức năng tỉnh Long An cho biết, hiện địa phương đang ở vùng dịch cấp độ 1, mọi sinh hoạt đều bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Và thông tin về chuyến thăm của bà Phương Hằng với gia đình ông Lê Tùng Vân là chuyện riêng tư cá nhân. Tuy nhiên, địa phương có quy định rõ ràng về phòng chống dịch bệnh, đến bao nhiêu người, tuân thủ những yêu cầu gì. Nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Như vậy là vừa rồi, cả nhà đã nghe rõ. Đài truyền hình tỉnh Long An đã nói rõ về chuyến thăm của bà Nguyễn Phương Hằng. Rõ ràng là không có cái việc gây rối trật tự công cộng, bởi vì bà Nguyễn Phương Hằng xuống đây đã thông báo trước với công an tỉnh, công an huyện, và bản thân các cơ quan chức năng cũng đã cho cán bộ xuống túc trực để mà giữ gìn an ninh trật tự. Và An ninh trật tự, an ninh trật tự gì mà một đám đông, đây chỉ là một phần của đám đông đó thôi. Tôi cũng muốn phát lại. An ninh trật tự gì mà ngày hôm nay báo công an nói đó. Đó là
đã kéo tới hàng ngàn người kéo quân xuống tỉnh Thất Bồng Lai nè. Đỉnh điểm là ngày 4 tháng 11, đó là vụ đỉnh điểm đầu tiên. An ninh trật tự cái gì giờ thấy bị lợi dụng chưa? Lúc đó bị công an lợi dụng là mình phải tập hợp lực lượng, mình phải tạo ra quần chúng phẫn nộ với tỉnh Thất Bồng Lai, rồi bắt đầu họ cho, họ khen, họ ca ngợi cho, rồi sướng, sướng xong rồi thành người hôm nay vi phạm pháp luật, nhìn lại thì thấy là gì? Chết rồi, mình đã bị lợi dụng. Đó rõ ràng là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị lợi dụng thưa quý vị. Và bị lợi dụng một cách trắng trợn luôn. Ngày hôm qua đó thì là lợi dụng Lê Thanh Minh Tùng lợi dụng, ngày hôm nay thì công an lợi dụng, và các fan hâm mộ của cô Hằng có nhìn thấy đó là mình bị lợi dụng chưa? Chưa đâu, còn nữa, còn nhiều bài lắm. Hành vi mà gây rối trật tự đó thì đây đài truyền hình Long An khen phải không? Lát nữa tôi sẽ cắt lại đoạn đó để coi đài truyền hình Long An với báo công an sao nói lộn ngược vậy. Còn chưa quý vị, đây chị Hằng kéo xuống nè, trước khi đi còn tiền hô hậu hủ ủng, rồi còn ca ngợi đủ các kiểu nữa nè. Đây ở đó như thế nào và giải quyết dứt điểm cái vấn đề đang tồn tại hiện nay. Đó rồi, đó gió mà họ rất mong chờ vào một cái cơn mưa gào, một cái làn gió mới mang lại thêm những cái điều tươi mới. Đó là lý do vì sao mà người ta đang rất mong chờ cái cuộc gặp gỡ này. Đặc biệt là mới đây giám đốc công an tỉnh Long An cũng đã tuyên bố rằng đã nắm được tình hình, và bà Nguyễn Phương Hằng đã có thông báo cũng như là xin phép chính quyền địa phương, và công an tỉnh coi như cũng đã bật đèn xanh nói rằng việc bà Hằng đưa người xuống giải quyết vấn đề cá nhân thì là chuyện bình thường, nếu như mà tuân thủ cái công tác phòng chống dịch cũng như là tuân thủ cái vấn đề an ninh trật tự thì cái vấn đề xuống gặp hoàn toàn là không vi phạm pháp luật. Sao không vi phạm pháp luật? Sao hôm nay báo công an lên kêu đây là đỉnh điểm cái đợt đỉnh điểm kéo quân xuống tỉnh Thất Bồng Lai, kéo cả ngàn người, khiến cơ quan chức năng phải vất vả giải tán đám đông? Ủa, sao hôm trước bảo là đúng, bây giờ lại bảo là sai? Thấy chưa, thấy bị lợi dụng chưa? Vậy là chính quyền cũng đã có những cái động thái mới rồi, có động thái rõ ràng dứt khoát trong cái câu chuyện này. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định cái việc mà bà Nguyễn Phương Hằng kéo xuống đó đã xin phép và đã được các cơ quan chức năng người ta đồng ý. Tuy nhiên thì phải thực hiện cái biện pháp 5K cũng như là phòng chống dịch. Đâu có 5K, bữa đó đâu có 5K. Bữa đó tụ tập không còn chút một chút nào hết. Rồi chưa, kéo xuống xong về tuyên bố chiến thắng. Mấy clip này thì tôi đã... Chị Hằng chiến thắng đâu mất rồi, tôi phải kiếm cái chị Hằng chiến thắng. Chị Hằng ghé thăm gì đây? Đây thử coi. Nhiều lắm, sổ khổ ghê lắm. Nếu mà những người như Trần Quốc Vũ mà hiểu biết về luật pháp đó thì đó, bây giờ thấy chưa, là cuộc gặp kết thúc, chị Hằng chiến thắng, chị Hằng chơi nét như Sony, lo xóa hết đi. Rồi còn gì nữa, công an huyện Đức Hòa nữa chứ, cứ bảo công an huyện Đức Hòa chống lưng cho nữa chứ. Rồi đây, bây giờ thì công an thành phố Hồ Chí Minh buông xuồng. Gặp gỡ lịch sử trong cái việc mà thu hút, chị Hằng không thể nào xuống xe được để mà có cuộc gặp gỡ lịch sử trong cái việc mà thu hút người tò mò đến xem, đến quay phim chụp hình. Thì theo một số các YouTuber đưa tin đó cả nhà, thì chúng ta thấy là có một số cái cuộc gây gỗ, một số cuộc xích mích nhỏ, và thậm chí là có những cái lời gieo hò, gieo mừng. Vậy thực hư câu chuyện này làm sao? Có hay không có cái việc mà kích động, lôi kéo, đánh đập hay là mâu thuẫn gây rối trật tự công cộng sau khi mà có sự xuất hiện của bà Phương Hằng? Thì mới đây, công an huyện Đức Hòa đã chính thức thông tin chi tiết về cái sự việc này. Cụ thể thì trao đổi với báo Thanh Niên đó cả nhà, thì Thượng tá Nguyễn Sơn là trưởng công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi diễn ra sự việc, cho biết chưa cùng ngày bà Nguyễn Phương Hằng
Thượng tá Nguyễn Sơn sau khi tôi nêu tên 2-3 lần đã rút tên ra khỏi báo Thanh Niên rồi. Đó. Bình Dương, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, có đến tỉnh Thất Bồng Lai, tên mới là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, tọa lạc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Như thông báo trước đó của đại diện bà Nguyễn Phương Hằng với công an huyện Đức Hòa. Thượng tá Nguyễn Sơn nói rõ về vụ việc có hay không chuyện người dân quấy rối, chửi bới hay đập phá nơi đây, theo như lời đồn trên mạng, không biết ai là đồn ác ý thế. Vì tính chất thu hút sự việc nên đông đảo YouTuber và người dân hiếu kỳ đã tụ tập trước cổng Thiền Am. Chúng tôi có cử lực lượng xuống hiện trường. Tuy nhiên, những người có mặt tại đây không đập phá, không chửi bới ai, mà họ chỉ đưa điện thoại lên quay phim và tự nói chuyện một mình. Cả nhà thấy hài không cả nhà? Thì cũng hài ha, tại cũng hài, cũng đúng sự thật thôi. Bởi vì chúng ta thấy đó, trong cái dòng người đó, đông đúc đó đó, thì... đó, hài đúng không? Bây giờ lên báo công an hết rồi, hài lắm. Đây, lên báo công an không hợp tác, coi thường pháp luật. Đỉnh điểm là ngày 4 tháng 1 đã kéo tới tỉnh Thất Bồng Lai. Đây, quá trình điều tra bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Đây, báo công an viết nè, lấy báo công an cho nó chuẩn. Và trong báo công an thì báo công an nói đó, ở đây là gây hấn với các cá nhân có mâu thuẫn, mà tỉnh Thất Bồng Lai không mâu thuẫn mà kéo tới mới gọi là dài tay. Đó, tôi nói hôm qua họ lợi dụng được, ngày hôm nay họ cho lên thớt. Cho nên là anh Nguyễn Sơn ơi, đó, cũng chính vì cái lần số 1 mà tập trung được, thì cái lần số 2, cái đám đông mà tự cầm điện thoại, tự đưa lên mạng, rồi còn cái gì nữa, tự đưa lên, tự cầm điện thoại, tự lên mạng quay phim, rồi tự đưa điện thoại lên nói chuyện một mình. Đó, thấy chưa? Tôi nói rồi, lo xóa đi. Hôm qua công an lợi dụng được, hôm nay công an nói đó là hành vi vi phạm pháp luật. Hôm qua là anh hùng, hôm nay là bà khùng. Hôm qua là cô tiên, hôm nay là bà điên. Cái chuyện đó công an họ rất là giỏi. Lúc nào họ xài được thì họ xài thôi. Chiêu này đáng xài hoài, mà nhân dân thì cứ bị chú phỉnh tôi hoài. Chính phủ ơi, bị hôm qua thì còn là gì phấn khởi, công an huyện Đức Hòa lên tiếng về việc chị Hằng xuất hiện. Hôm nay thì đã thấy chưa, cầm điện thoại lên nói một mình được ở chỗ tỉnh Thất Bồng Lai, cho nên mới kéo qua tới tòa soạn báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, cho nên mới kéo tới là báo Sài Gòn Giải Phóng, rồi kéo tới nhà các cá nhân khác nữa. Rồi hành vi ngày hôm qua tuyên bố chiến thắng thì ngày hôm nay đó đã trở thành là tội phạm. Tôi nói rồi, họ lợi dụng được thì họ lợi dụng thôi. Còn bản thân mình có nhìn thấy mình bị lợi dụng hay không đó thì tôi chờ coi thử coi là ai đó sẽ xóa clip. Tại vì đó hiện nay đó thì có rất là nhiều người đang tranh thủ bằng mọi giá mọi cách xóa clip. Thì tôi để coi thử coi ngày hôm qua chị Hằng không gây rối, rồi gì chị Hằng chiến thắng đâu mất tiêu, tôi còn phải kiếm ra cái clip mà chị Hằng chiến thắng nữa mới được. Tại vì cái chuyến thăm này là cái chuyến thăm mà được coi như là tiền hô hậu ủng. Quý vị có nghe đó, là bà Nguyễn Phương Hằng đó là được công an chống lưng. Hồi nãy đó công an bật đèn xanh nữa, trời ơi mấy cái clip này giờ để lên lại thấy hay nè. Lôi từ anh Nguyễn Sơn ra nè, rồi xong rồi lôi đến đại tá Lâm Minh Hồng nè. Tôi biết lấy tiền che thân, tôi đi có vài đại tá công an đi với tôi được không. Rồi cái gì nữa ta, rồi nào là tôi đi có quân đội của chị đi theo. Đó, khổ quá. Bây giờ quý vị sẽ nhìn thấy là cái câu chuyện này, bây giờ tôi chỉ lấy một ví dụ để cho các bạn nhìn thấy thôi. Tại vì những bạn mà ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng thì sẽ thấy đó, các bạn phải biết thương. Tại vì bà Nguyễn Phương Hằng á, bây giờ đó là
Ủa hình như tôi chưa copy hết thì phải. Bà Nguyễn Phương Hằng bây giờ là đã thành cái người mà bị kết tội rồi. Và trong khi bà Nguyễn Phương Hằng bị kết tội đó thì nhìn lại đó, tuyên bố chiến thắng kiểu gì tôi không biết. Đây, công an tuyên bố chỉ kiểu gì tôi không biết. Rồi bà Hằng không gây mất an ninh trật tự mà sao bây giờ lại là thành người gây rối rồi. Công an, cơ quan chức năng họ trả lời rồi đó, gây rối rồi đó. Rồi đỉnh điểm là từ cái lần mà tới đó, quý vị nghe xong rồi quý vị cũng sẽ thấy tôi nói ngày nào họ còn lợi dụng được các YouTuber cũng chỉ là những con cờ trong tay công an thôi. Hôm nào họ còn cho làm quần chúng được thì họ cho, còn hôm nào mà họ hốt vào tù thì họ hốt hết. Cho nên là mới có cái tình trạng hồi trước theo chân chị Hằng, nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ, xong cuối cùng là gì? Xong cuối cùng là đi xóa, xóa cho đã đời. Đây, là không thể nào mà đi đến mà, là không thể nào mà đi đến mà. Không thể tưởng tượng nổi. Đây, Trần Quốc Vũ cũng có mặt trong cái đám đông đó. Cho nên xóa đi Vũ ơi, chị cũng đề nghị em xóa sớm đi. Vì hình ảnh trên clip á, là Trần Quốc Vũ đã quay từ trong xe quay ra. Độc quyền. Kéo bằng kéo đảng đi, không biết bao nhiêu chiếc xe. Võ Văn Thắng, Đoàn Thị Tuyết Mai cũng có trong đoàn này. Đó, có bà Mai nữa, quý vị thấy không? Đó, nghe giọng ông Thắng bà Mai không quý vị? Xóa đi Vũ ơi, xóa gấp em ơi. Đông quá trời đông luôn cả nhà, đông không thể tưởng tượng. Đó, đông không thể tưởng tượng được. Xóa gấp em ơi. Bây giờ kẹt xe nó cứ ngắt luôn rồi. Giờ không biết đường để để đi đó, vô. Chị Hằng mãi đỉnh. Cuối cùng bây giờ lên báo công an. Giờ các bạn trả lời giùm tôi, hồi đó các bạn hăng hăm hở hở, các bạn trả lời giùm tôi là hồi đó các bạn hăm hở đi theo, bây giờ các bạn thấy sao? Chị Hằng kéo tới rồi, bây giờ đó là hành vi bị coi là vi phạm pháp luật đó. Rồi chơi nét như Sony, rồi gì đủ thứ các kiểu hết á. Rồi còn nữa chưa, bây giờ mới tới cái kiểu của Trần Quốc Vũ nè. Đã có kết quả nè. Đây, cơ quan chức năng đang làm mà có kết quả nè. Để sau đó cả nhà tự đưa ra một cái câu trả lời. Đầu tiên chúng ta phải biết rằng là trong cái đợt cách ly vừa qua ở Kiến Tường của cái nhóm người ở phía Tà Âm, thì chúng ta đã biết đó là có những cái hình ảnh là lấy máu, có hình ảnh lấy máu. Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, khi mà xét nghiệm Covid-19 thì đâu cần lấy máu. Thì tại sao có những cái hình ảnh là lấy máu và những cái hình ảnh này đã được đưa lên báo chí, đã được bước lên báo chí? Và các nhà cũng biết á, trong thời điểm đó cái nhóm của phía Tà Âm á, là họ phản đối quyết liệt. Đó, còn những chuyện này nữa, còn ADN rồi DNA nữa, giờ tôi lại nghi có khi Trần Quốc Vũ mớm mồi xỉa bài cho bà Nguyễn Phương Hằng nói. Cho nên là đây, tôi nói đó, quý vị thấy không, là lúc nào cũng sẽ nhìn thấy là bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng, rồi bà Nguyễn Phương Hằng thế này, bà Nguyễn Phương Hằng thế kia, bắt một phát, đây là hành vi vi phạm pháp luật, đây là hành vi coi thường người khác, đây là hành vi là không hợp tác với cơ quan chức năng, gây rối gây hấn trật tự công cộng. Báo chí thì tôi đề nghị các anh các chị là viết cho nó đúng. Bởi vì nếu không có ngày 4 tháng 11 thì sẽ không bao giờ có những lần tiếp theo. Nên nhớ, không có lần tụ tập 1.000 người ở ngày 4 tháng 11 này
thì lúc đó điều chỉnh hành vi của họ thì sẽ chắc chắn rằng không có tiếp những lần đi theo sau đó đâu. Rồi không có những cái lần tiền hô hậu ủng này thì sẽ không có những cái lần mà họ lên họ coi thường, thách thức cơ quan chức năng, thách thức thách thức cái sức chịu đựng của những người ở trong cuộc. Tôi nói người dân đó thì ai đó thì cũng sẽ thấy là ồ chị Hằng hay quá. Rồi đó, bây giờ đi chung xong rồi giờ làm sao? Đọc bài báo trên báo công an chưa? Tôi chỉ hỏi là các anh các chị đã đọc bài trên báo công an chưa? Đâu mất rồi cái bài này. Đây, gặp gỡ lịch sử đây, tìm ra rồi. Gặp gỡ lịch sử chị Hằng chiến thắng rồi đây. Tưởng tượng được rằng khi chị Hằng xuất hiện sẽ có những cái cảnh tượng như thế này đó. Tưởng được rằng đó, chị Hằng ghé thăm cái nơi đó. Tôi tin rằng đây là một cái cảnh tượng mà khó ai có thể hình dung được. Và khó có ai tưởng tượng được rằng khi chị Hằng xuất hiện sẽ có những cái cảnh tượng như thế này. Nhìn vô chúng ta thấy rằng á, giống như minh tinh của Hollywood, giống như là minh tinh của một cái nền điện ảnh phát triển nào đó của thế giới, chứ không phải là một CEO của một công ty. Giống như minh tinh đúng không? Giống như là hình ảnh của một nền phát triển điện ảnh nào đó đúng không? Đó là hành vi vi phạm pháp luật em ơi. Giờ em giải thích sao? Hành vi đó là hành vi vi phạm pháp luật. Báo công an thành phố Hồ Chí Minh lên rồi, chia sẻ cho bà con đọc để con biết, nhanh chóng xóa clip chứ. Đây, bài báo công an Việt Nam không hợp tác coi thường pháp luật. Mình cứ phải nhắc đi nhắc lại. Minh tinh tôi cho thành minh tinh luôn, công an cho thành cái mền luôn. Đó, tôi nói chỉ có một nốt nhạc thôi. Đây, từ minh tinh để bây giờ bắt bị bắt. Rõ ràng là như vậy. Hôm nay thì tôi cũng may mắn khi mà được gia nhập với đoàn xe của chị Nguyễn Phương Hằng đến ghé thăm nơi đó. Cả nhà cũng biết là tôi đã chuẩn bị nào là pin dự phòng, nào là tôi đăng ký 3G, đăng ký 4G với dung lượng là 300.000. Đây là một cái dung lượng được xem là lớn nhất tại hiện nay của 4G Viettel. Nhưng mà cả nhà cũng biết đó, khi mà tôi đến đó thì xin thưa cả nhà, hoàn toàn không thể nào live stream được. Bởi vì tôi live stream là mạng nó đứng cứng ngắc, tôi live stream là mạng nó bị lỗi. Đó, cả nhà thấy rằng là cái mức độ là phủ sóng của chị Hằng nó mạnh như thế nào. Và đến đó là quá nhiều YouTuber họ đang live stream, quá nhiều khán giả họ live stream. Và cả nhà biết là 4G tại nơi đó, tại thời điểm đó, nếu như ai live stream á, vào sau á, thì sẽ không bao giờ live stream được. Chỉ có những ai có mặt từ đó từ sớm và live stream từ sớm thì họ vẫn tiếp tục live stream được. Nhưng những người nào mà đến sau live stream tại thời điểm đó thì xin thưa cả nhà, mạng nó văng ra ngay tức khắc. Cụ thể, điển hình nhất là tôi. Tôi không thể nào mà live stream được tại đó một giây phút nào luôn cả nhà. Có cái live stream mà 6 giây đó, tôi cũng vừa live stream được một chút xíu, hết 6 giây cái nó tự động nó văng ra luôn. Mà tôi vào lại thì không được. Đó, để chúng ta thấy rằng là sức nóng của chị Hằng như thế nào. Đó, giờ cũng nóng lắm luôn. Xóa nha em nha, nhớ xóa em nha. Minh tinh là bây giờ là thành yêu tinh rồi đó em. Đó, nhớ nha. Cái bài này tôi đề nghị các khán giả của Tỉnh Thức Bồng Lai xóa, đi share cái bài này để cho ai mà có trong những cái livestream của Minh Tinh đó đó là thấy nhục rồi tự xóa clip đi, vì cơ quan chức năng viết rồi. Tôi còn sẽ làm là những cái đoạn, tôi còn sẽ làm tiếp những cái đoạn phim về vụ này để coi những người mà ủng hộ tung hô cái hành vi mà tụ tập đông người này đó. Đây, đó, quý vị thấy đi. Ngày hôm nay tôi mời các fan hâm mộ của chị Hằng vào. À, ngoài cái chuyện chửi tôi thì các bạn có lý lẽ gì cho tôi một chút xíu thì tôi mời. Tôi chuẩn bị sẵn một cái câu chuyện mà một luật sư đối với cái hành vi kéo tới nhà người ta gây hấn, gây rối, tụ tập mà lên. Đây là chiến thắng, gặp gỡ lịch sử chị Hằng đã chiến thắng. Đúng rồi, bây giờ cùng chiến thắng trong tù 331, hai bên giống nhau, ai chiến thắng? Nguyễn Phương Hằng bị bắt vì 331 y chang Tỉnh Thất Bồng Lai.
chỉ có công an là chiến thắng, đúng không? Rồi có người bảo cơ quan chức năng đã vào cuộc nên các YouTuber không nên bám theo chủ đề này nữa. Tôi vẫn thích bám theo thì sao? Cơ quan chức năng vào cuộc mà còn bỏ lọt tội phạm, sao phải nhắc nhở người ta không nên bám theo? Đúng không? Cơ quan chức năng vào cuộc mà có đủ bằng chứng đâu? Cơ quan chức năng thả lơ. Bạn nào bảo cơ quan chức năng vào cuộc? Hồi trước cơ quan chức năng bà còn bảo là những đám người tụ tập đó là không gây rối, chỉ có là đưa hình ảnh lên, rồi là đưa cái này cái kia. Đây, có khán giả gửi cho tôi cái link. Không, Trần Quốc Vũ cũng tự khai rồi đó. Cũng tự khai là mình có mặt rồi, chuẩn bị 3G, 4G gì để livestream đầy đủ đó. Và tôi cũng xin thưa cái nhà, hôm nay chị Hằng đã chính thức nộp đơn tố cáo gia đình ở dưới đó có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và chị Hằng đã làm 2 đơn nộp cho công an tỉnh trong chiều ngày hôm nay luôn. Đó, à, để... thấy chưa, tố cáo người ta xong đi tù đó, mà bây giờ người ta đâu có bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cùng bị khởi tố về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ y chang như chị Tuyền. Vậy là nhờ Trần Quốc Vũ chúng ta mới biết Nguyễn Phương Hằng cũng có chơi chiêu gài bẫy đi tố giác tỉnh thất bồng lai nha quý vị. Quý vị nên nhớ là Trần Quốc Vũ công bố thông tin rồi, giờ sao rồi Vũ? Giờ chị Hằng của em cũng 331 rồi, giải cứu cách nào em? Thấy rằng chị Nguyễn Phương Hằng không phải chỉ có cái việc là la làng lên chửi bới đâu, không phải đâu. Ừ. Đó chỉ là cái chiêu đánh động dư luận, khiến cho dư luận người ta quan tâm đến vấn đề này, và khiến cho triều đình, khiến cho trung ương người ta cũng phải chú ý về cái câu chuyện này. Và hôm nay rõ ràng tôi xin khẳng định là chị Nguyễn Phương Hằng đã chiến thắng trong cái việc quyến thăm này. Chiến thắng đầu tiên đó là chị đã đánh động được dư luận khi mà bà con cô bác họ tập trung rất là đông, thậm chí là có những người từ những cái nơi xa đến đây để mà mong muốn gặp gỡ chị Hằng, mong muốn nhìn thấy chị Hằng và mong muốn thấy được cái cuộc gặp gỡ lịch sử giữa chị Hằng và những cái người ở trong đó. Đúng rồi, lịch sử đó em. Bây giờ báo công an cũng nói đó là một cuộc gặp gỡ đỉnh điểm, là không hợp tác, coi thường pháp luật đó em. Kéo tới nhà người ta gây rối gây hấn, đưa máy quay livestream la ó, rồi là biểu dương lực lượng. Báo công an nói rồi em nha. Mình sống là mình phải thượng tôn pháp luật đúng không? Bây giờ hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật, có xóa clip không nè, nói để cộng đồng biết nè. Tôi có nói với quý vị đó, là ngày nào cơ quan chức năng mà còn là thể hiện những cái câu chuyện như thế này đó, đài truyền hình Long An tôi sẽ tập hợp lại. Nào là chị Hằng chiến thắng, nào là thượng tá Nguyễn Sơn đọc, nào là cái kia cái nọ, có điều các bạn không biết. Ông Nguyễn Sơn, trưởng công an huyện Đức Hòa lên báo trả lời, mọi hồi lật đật xóa tên, chỉ có là nguồn tin giấu tên thôi. Công an cũng là làm việc lén lén lúc lúc, lúc đầu lúc đuôi. Lúc tới nhà người ta gây hấn gây rối thì đó là chiến thắng lịch sử. Cuối cùng bây giờ đau nhất là công an nói đó là hành vi vi phạm pháp luật. Đúng ra đó, những người như là Trần Quốc Vũ là phải, chị ơi cái này đang giữa dịch, mình đi không được đâu, rồi chúng ta đi gặp mà lên công bố công khai như vậy thế này thế kia, không khuyên. Chiến thắng lịch sử thì bây giờ đó, đúng không? Ngày hôm qua còn là cô Tiên, bây giờ vô tù bị biến thành bà điên. Tôi nói mà, không có sai đâu. Họ xài xong rồi họ vứt, mà không phải vứt một cách bình thường. Nếu mà là người tranh đấu đó thì người ta còn có tư thế, đằng này bị vứt mà bị chà đạp nữa. Mới ngày hôm qua được khen thôi, ngày hôm nay bị sỉ nhục. Tôi nói rồi. Đó là cái đầu tiên, là chúng ta thấy là chiến thắng của chị Hằng. Chiến thắng thứ hai đó là mặc dù tập trung rất đông người nhưng không có cái chuyện là gây rối an ninh trật tự, không có cái chuyện mà chống người thi hành công vụ. Tập trung rất đông người không có chuyện đúng không? Mà báo cơ quan
báo công an họ nói này nè, công an huyện Đức Hòa đã phải vất vả giải tán đám đông lên đến hàng ngàn người để phòng chống dịch nè. Trời ơi, xong sau đó là sao? Từ ngày 4 tháng 11 cho tới kéo dài, dịch bệnh tại Việt Nam nhảy lên như thế nào thì đã thấy rồi đó. Số ca nhiễm tràn lan, vaccine là tiền thuế của chúng tôi đóng vào để cho những đối tượng như vậy đi tập trung, phá làng phá xóm hay sao? Thì quý vị, tôi chỉ lấy một ví dụ thôi, bởi vì cái chủ đề này nó còn nhiều lắm. Nó còn rất là nhiều chủ đề. Chiến thắng đến đâu thì chưa rõ. Ngày hôm nay kết cục cuối cùng, Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố điều 331. Y chang giống như tội danh mà tỉnh Thất Bồng Lai cũng bị khởi tố luôn. Vậy thì những đơn tố cáo khác của các cá nhân tố cáo tỉnh Thất Bồng Lai có hiệu quả gì đâu. Công an lừa, ăn hết cú lừa cả đám. Rồi bây giờ vội vã xóa clip. Chưa, tôi còn khuyên Trần Quốc Dũng một điều nữa nè. Ngày hôm nay ca sĩ Vy Oanh á, thì đã chính thức được công an thành phố Hồ Chí Minh trả lời là cái việc mà ca sĩ Vy Oanh đi kiện đó thì đã có cơ quan chức năng trả lời rồi, phát sơ sơ nhắc Vũ lo đi xóa mấy cái clip này nha. Đây, phát sơ sơ chút xíu để coi đi xóa, tại vì trước mắt chắc là tập trung đi xóa, cũng đã xóa Vy Oanh nhiều rồi, V.O. rồi cái gì V.O. rồi cái gì là Di Oanh rồi đủ thứ các kiểu hết á. Đây, có phải cái này không ta? Đây, tôi kiếm để coi thử coi là cơ quan chức năng kết tội rồi, cơ quan chức năng đã bắt đầu quay trở lại rồi. Đây, Di Oanh nè, Di Oanh đây. Lo xóa đi em ơi, chị thì chị hễ mà rảnh ra là chị lưu lại để chị coi thử coi em trụ được bao lâu. Nhiệm mà tôi phải làm thật là đạt hiệu quả và cũng như là làm hết sức mình để thì và tôi thông báo trên đây luôn để mà cả nhà theo dõi thì cả nhà biết luôn. Cho nên là có lẽ là bà con cô bác chắc cũng phải chuẩn bị pin, chuẩn bị điện thoại, chuẩn bị là đầy đủ những cái thiết bị để sẵn sàng đưa tin một cái sự kiện nóng hổi trong thời gian tới. Mong là lần này thiệt nha cả nhà, chứ còn nghe đồn hoài cũng biết còn mệt mỏi quá trời. Đi theo đuổi mấy năm trời rồi mà nghe tin đồn không à. Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự thật. Huống chi mà các chúng ta bị như có chút xíu thì có nhầm nhò gì phải không cả nhà? Và chúng ta cũng cùng tin là tránh sẽ luôn luôn là thắng tà. Đó là cái chân lý. Xào xáo rồi thậm chí là... Chắn tà gì giờ xóa clip hết trơn. Đinh Lăng Quăng nè. Đó, rồi bây giờ bắt đầu tới kêu cô Vio. Cô Vio cả nhà thấy đúng rồi. Ca sĩ Vio Anh là gọi là Vio. Mà Trần Quốc Vũ xóa nhiều clip lắm rồi. Cũng lên tuyên bố rằng là coi như là bà Hằng chiến này toan, chiến này xong rồi, bởi vì có đầy đủ hồ sơ rồi, cơ quan chức năng họ đang chuẩn bị xử lý rồi, vân vân và vân vân. Đó, thì tôi cũng không hiểu sao mà những người kia họ có thể thay mặt cơ quan chức năng. Và thậm chí đó, cả nhà biết rồi, giả sử cơ quan chức năng họ có quyết định bắt nha, hay là họ có kế hoạch bắt ha, thì kế hoạch bắt đó không bao giờ họ cho chúng ta biết đâu. Họ không cho chúng ta biết đâu. Bởi vì cho chúng ta biết thứ nhất là bị lộ, thứ hai đó là khiến cho bên kia đó họ sẽ có những cái phùng thủ. Thiệt sao? Vậy sao mà em hết từ ngày này qua tháng nọ em cứ lên em kêu tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt vậy em? Nếu có cơ hội nhớ xóa nha, chị cũng chụp màn hình hết rồi. Đây, Vy Oanh thì hôm nay công an trả lời đơn tố giác là chúng tôi đã khởi tố rồi đó. Quý vị nghe luật sư Trần Quốc Vũ nói y chang tôi nói, trong suốt khoảng thời gian qua nếu mà có bắt ai, họ sẽ không cho biết là bị bắt đâu. Vậy sao mà từ cách đây 4 tháng tỉnh Thất Bồng Lai sẽ bị hốt, người này sẽ bị mời, người kia sẽ bị bắt, gió đông về, bão lớn, bão tố. Đó, tự mình nói, tôi nói cái gì mà có lợi cho mình là mình uống éo, mình uống công, mình nói cho bằng được. Còn cái gì mà không có lợi cho mình thì mình nói lộn ngược trở lại. Mình thấy, quý vị thấy không? Là ở đây cơ quan chức năng mà bắt rồi đó thì không có cho ai biết đâu mà sao? Mà vậy sao các YouTube biết để nằm vùng mà quay vụ tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt vậy? Công an huyện Đức Hòa
Trả lời cho tôi. Thậm chí là họ bỏ trốn hay là họ thực hiện những cái việc mà gây khó khăn cho cơ quan chức năng, thì làm gì có cái chuyện mà người ta thông báo cho mình biết đâu. Mà nhiều người đó cứ lên thông báo rằng ngày 15 tháng 12 là chị Hằng bị bắt, nào là 15 tháng 11 thì chị Hằng bắt, rồi 31 tháng 12 chị Hằng bắt, rồi 29 tháng 12 thì chị Hằng bắt, vân vân, cả nhà thấy rồi. Làm sao mà chúng ta có cái thông tin đó được? Chúng ta là những người dân, chúng ta đâu phải là các quan chức năng đâu, mà chúng ta có được những cái thông tin đó, phải không cả nhà? Làm sao có được? Cho nên là xin thưa cả nhà đó, không thể nào mà có được những thông tin đó đâu. Cho nên là tôi cho rằng những thông tin đó đều là thông tin bịa đặt, thông tin đó là thông tin không chính xác đâu cả nhà. Còn khi nào mà chúng ta thấy rằng cơ quan chức năng họ lên tiếng, họ chi tố, họ khởi tố gì đó, thì lúc đó chúng ta mới mong, hoặc là báo chí chính thống họ lên tiếng, thì mong ra là mới đó mà sự thật. Chứ còn làm sao mà có thể chúng ta biết được như thế nào, biết được làm sao đó. Cho nên là tôi cho rằng là không cần phải nghe những điều đó. Nhớ nha, công an chưa khởi tố đừng lên bô bô chạy trước xe hơi công an khởi tố em nha. Dặn nhắc nhẹ thôi, nhắc khéo thôi. Tại sao tôi chọn nhân vật này để mà tôi làm giống như là đem ra làm cái câu chuyện để chào đón các bạn gọi là anti fan của tôi và là fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì các bạn cũng thấy đó, luật sư mà nói thì ai cũng nghe đúng không? Có luật sư nói, luật sư mới biết về luật chứ mẹ nắm biết gì về luật đúng không? Mà rõ ràng ở đây luật sư biết về luật nhưng lại không nói cho người ta biết về luật, mà lại là cứ đi xua người ta đi vi phạm pháp luật. Cho nên tôi có nói rồi, học luật, hiểu luật, biết luật chưa chắc đã thực hiện luật ở ngoài được. Mà nhiều khi học luật, hiểu luật, biết luật dùng để chạy án, rồi là dùng để chạy cung, rồi để mà kiếm đường lo lót, để vi phạm pháp luật một cách gọi là tinh vi hơn. Cho nên hôm nay tôi thì tôi mời các fan hâm mộ vô, mà các fan hâm mộ của tỉnh thất, các fan hâm mộ của cô Hằng đó thì cứ vào bảo có bạn này mắc cười lắm nha. Nhiều bạn tự nhiên cái đang nói về cái này, cái tự nhiên xách dép cho N10 TV. Ủa thì các bạn đi qua đó xách đi, sao cứ phải vào kênh tôi, nhiều người mắc cười lắm nha. Tôi nói đó, nếu như mà từng chủ đề các bạn muốn nghe chửi cộng sản sang nghe Trương Quốc Huy. Tôi không có giỏi bằng Trương Quốc Huy. Mà sao những bạn giống như là những bạn này nè, ví dụ bạn Phát Lộc TV nè, tôi ăn gì của ông của cha bạn, mà sao tự nhiên bạn cứ vào đây cái bạn bẻo xác dép cho người này người kia. Tôi ở nhà tôi chơi, tôi không cần phải qua nhà ai hết. Có mấy bạn thích đi la liếm xong rồi thích đi coi như là kích đểu, rồi các bạn cứ kiểu giống như thế này thế kia. Trời ơi, ai xách dép ai, chuyện đó để cho khán giả người ta nhận xét. Mà kể cả tôi có xách dép cho Trương Quốc Huy thì cái câu chuyện đó là câu chuyện của tôi chứ không phải của các bạn. Các bạn là khán giả, các bạn có quyền lựa chọn, muốn xem chỗ nào thì xem, muốn nghe chỗ nào thì nghe, ai ép các bạn đâu. Mà sao phải lựa chọn cái kiểu khó khăn vậy, đúng không? Hôm nay là tôi cái gì? Tôi đi đón, tôi chào đón các bạn coi như là fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng và các anti fan của tôi. Cho nên các bạn phải đầu tư cái gì cho nó có trí tuệ chút xíu, đúng không? Các bạn thích nghe chửi cộng sản thoải mái qua chỗ Trương Quốc Huy, tôi đâu có bếp ép các bạn vào đây, đúng không? Rồi tự nhiên cái các bạn vào đây bảo tôi đi xách dép cho người khác. Tại sao tôi phải xách dép cho ai? Trời ơi, Google thử tôi thử coi. Các bạn đừng có chơi cái trò khích tướng này. Tại vì Trương Quốc Huy có khán giả của Trương Quốc Huy, tôi có khán giả của tôi không có đi giành khán giả của ai hết á. Mà tôi cũng không biết bắt ai phải làm một cái chuyện cực nhọc là like cho tôi đi, share cho tôi đi, quý vị ủng hộ tôi đây, tôi không. Các bạn thích thì các bạn vào, các bạn không thích thì các bạn lướt, tôi không cần. Cho nên kích tướng lộn chỗ rồi, chọt gậy bánh xe lộn chỗ rồi. Có nhiều người ngộ lắm. Cha mẹ sinh ra chuyện dễ không làm mà làm chuyện khó. À, có bạn U Linh hay là gì đây, tôi đọc không ra, U Linh Mandala
Làm phản động mà cũng nói về Việt Nam hả? Ôi, như thế nào là làm phản động vậy? Mà tôi nói về Việt Nam có chính xác không? Tôi nói về có chính xác không? Tôi nói là về tỉnh Thất Bồng Lai có chính xác không? Hay là tôi nói tất cả các vấn đề về Việt Nam có chính xác không? Ủa, bộ trên YouTube này có cái luật là không được nói về Việt Nam nữa hả? Mà phản động làm sao? Đây, bạn này lâu lâu mới vô, lần đầu tiên thấy nick khoe. Trời ơi, có YouTube nào có hình như tôi không? Bạn nào nãy biểu tôi sách dép cho Trương Quốc Huy, hồi nãy quên, đáng lẽ mình phải để lại mình dạy một cái để chứ. Đây, đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, bạn nào biểu tôi sách dép cho Trương Quốc Huy, các bạn lại tạo điều kiện cho tôi khoe rồi. Đâu mất rồi. Đây. Trời ơi, mình cũng phải coi người cùng đẳng cấp chứ mấy bạn. Bạn nào bảo tôi phản động đâu? Kiếm được phản động như tôi không? Đất nước khá rồi. Đây. Sợ thấy mặt tôi không rõ, cần tôi zoom ra cho thấy rõ không? Đúng không? Đó. Lại để cho tôi phải khoe. Đó. Tôi nói cho bạn á, kích đểu tôi cũng hơi bị sai rồi. Mà các bạn á, chọt tôi cũng phải chọt tôi cho đúng. Chứ chọt tôi mà chọt lộn chỗ lại có cơ hội cho tôi hít mặt lên cho tôi coi, coi như là cho tôi. Đâu mất rồi, phải lấy cái hình có riêng chứ này, chụp chung mất công nó kêu hình giả nữa. Hoặc là liếm đâu, đâu mất rồi, mình nhớ mình có hình riêng mà ta. Đây. Trời ơi, kiếm được người như tôi đi các bạn. Đó, tôi không có hột xoàn, không có kim cương như cô Tuyền, chứ kiếm được người như tôi đi các bạn. Rồi mình nói chuyện tiếp nha các bạn. Đây. Đó. Sao? Bạn nào kêu tôi phản động? Hỏi ông Nguyễn Phú Trọng có cái hình ở đây không? Nguyễn Xuân Phúc có hình ở đây không? Phạm Minh Chính có hình ở đây không? Mấy lãnh tụ khác á, là ngồi ở ngoài thôi. Cùng lắm là cái phòng tiếp khách ở bên ngoài thôi. Các bạn kiếm thử coi lãnh đạo Việt Nam có cái hình nào ở ngay phòng Oval, phòng bầu dục ở Việt Nam gọi là phòng bầu dục đó. Mà gì không? Trời ơi, tôi đã nói rồi, hồi sáng tôi nói rồi, tôi thông báo trước 24 tiếng đồng hồ. Để làm gì? Để cho có thời gian đi và chuẩn bị, đừng có vô hỏa cái gì phản động, rồi là đừng có nói cái gì mà bị đuổi khỏi đất nước, rồi đừng hỏi cái gì mà sao không được nói về Việt Nam. Tôi đã nói các bạn đầu tư đi 3 năm rồi, cái gì chửi phản động nó hết ăn rồi. Phản động mà đâu có bày mấy bạn làm chuyện tầm bậy. Trời ơi, vinh dự lắm á, phản động nào mà được như tôi, vinh dự lắm á. Đây chính là cái căn phòng làm việc của bao nhiêu là thủ tướng nước, và bao nhiêu là xin lỗi tổng thống nước Mỹ. Và tôi nghĩ tôi cũng may mắn á, chứ còn không phải ai cũng được vô đó chụp hình đâu. Số tôi cũng may. Rồi sao, còn bạn nào hỏi gì nữa không? Trời ơi, mời vào tiệc mà tự nhiên tôi đem tôi đo, tôi đãi món chín mặn quá cho nên là không biết phản biện ra làm sao hả? Hồi trước được đài truyền hình Long An rồi các nơi rồi trả lời cái nhân cơ hội đó xong xuống đường rồi kéo tới giờ tự nhiên thành vi phạm pháp luật cả đám. Cái không biết phản biện ra làm sao, cái qua chửi tôi hả? Mấy bạn phải đầu tư cái gì chửi tôi cho mới chứ. Mấy bạn chửi tôi phản động mà giờ cô Hằng của mấy bạn bị kết tội lợi dụng cái quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước tổ chức cá nhân kìa. Đó, để coi bên này có bạn nào không nha. Thử coi, tôi coi thử coi bên nào Như Quỳnh nghĩ gì về con người của Nguyễn Phương Hằng. Tại sao bà này ra như ngày hôm nay? À, tôi không có thói quen nhận xét cá nhân người khác. Bà Nguyễn Phương Hằng thì đó, như bà Nguyễn Phương Hằng nói là tôi em đẹp, em có quyền đó, tôi đẹp không quý vị đó, em có kim cương, em có sổ đỏ gì đó, thì đó là câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Còn tại sao bà Nguyễn Phương Hằng ra như ngày hôm nay hả? Thì báo công an trả lời. Tôi thì tôi không có thích nhận xét về cá nhân người, mà đặc biệt là người đã ngã ngựa rồi. Đối với tôi, người đã bị bắt rồi
không có cơ hội phản biện nữa thì thôi, tôi không có nhận xét. Còn hỏi là sao mà ra như ngày hôm nay thì đây, báo công an thành phố Hồ Chí Minh trả lời cái giá của sự ảo tưởng ngông cuồng. Để coi thử giờ chị Hằng đi mấy năm. Kỷ lục của tôi là 2 năm 8 ngày, để coi chị Hằng có phá vỡ cái kỷ lục đó không. Thì lúc đó mình bàn tiếp, cho nên là tôi không có nhận xét về bà Nguyễn Phương Hằng. Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt rồi, tôi không có nhận xét về cá nhân nữa. Ở đây bà Nguyễn Phương Hằng như tôi nói đó, nếu có thể là bị lợi dụng, bị lừa, vắt chanh bỏ vỏ, đơn giản vậy thôi. Còn bạn nào phản đối, phản biện gì không tôi mời. Mà sao không thấy bạn nào vô hết. Ai cũng hiểu ai bị bắt bởi điều 331 là những người vô tội, dân tình đều thương mến những người này, nhưng bà Hằng lại là một ngoại lệ. Ở đây tôi nói á, quan điểm của tôi rõ ràng lắm. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vì cái hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng đối với các cá nhân khác là đúng, nhưng tội danh để bắt bà Nguyễn Phương Hằng điều 331 là chưa chính xác. Bởi vì nếu có, nó là vu khống, là làm nhục người khác, phải trải qua quá trình điều tra, chứ không thể bắt bằng cái một cái điều luật mơ hồ như vậy. Bởi vì cá nhân tôi là phản đối điều luật 331. Quý vị đừng bao giờ ủng hộ điều luật 331, bởi vì ngày hôm nay bà Nguyễn Phương Hằng được chống lưng bị bắt, ngày mai ngày kia người dân bình thường cũng bị bắt. Không phải, đó là một điều luật xâm phạm quyền tự do của người khác. Ngày nào mà còn có người bị bắt bởi điều 331, ngày đó phản ánh đất nước đó không có tự do. Cho nên quý vị đừng có vui mừng. Quan điểm của tôi không bao giờ vui mừng khi thấy ai bị bắt bởi điều 331 hết. Bởi vì ở đó, nếu mà mình nói đúng về luật pháp là cơ quan chức năng phải mời bà Nguyễn Phương Hằng ra làm việc, hai bên ra trước tòa, xong xuôi rồi là gì nữa? Là xử lý sai chỗ nào, đúng chỗ nào, rồi tất cả những cái sai cái đúng đó phải ra trước tòa giải quyết, chứ không phải là hốt một phát như vậy. Quý vị thấy không ạ? Ở đây mình thấy rằng là cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, hai tội danh là tội làm nhục người khác và tội vu khống, phải là hai cái tội danh đúng, để từ đó mới chấm dứt được cái tình trạng mà lợi dụng quen biết, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, vu khống nhục mạ người khác. Còn có cái tội danh điều 331, tôi cứ nói với các khán giả rằng quý vị không nên vui mừng. Tôi đâu có bị bắt bởi điều 331, tôi bị bắt bởi điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà Hằng sức mấy mà tuyên truyền chống nhà nước được, cho nên ở đây những điều luật như điều 79 bây giờ đổi rồi, điều 88 đây là tôi đọc những cái con số cũ, điều 79 và điều 88 là đã đổi, để tôi kiểm tra thử coi đổi là đổi qua số mấy. Thì tôi chỉ nhớ là lúc tôi bị bắt là điều 88, cho nên trong đầu tôi á thì nó bị ảnh hưởng bởi cái điều 88, bây giờ không biết nó là bao nhiêu. Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đó. Thì ở đây họ đổi 3-4 cái điều này thành là điều 109. Điều 109 của tội lật đổ chính quyền nhân dân, điều 117 là tội tuyên truyền chống nhà nước, và điều 258 cũ bây giờ là điều 331 đó. Ngày xưa đó tôi chưa bị bắt về điều 331. À, ngày xưa tôi bị bắt lần đầu tiên về điều 331 chứ. Lúc đó tôi in áo chống Trung Quốc. Tôi in áo chống Trung Quốc, cho nên là cái câu chuyện mà bị bắt về điều 331 đó là tôi bị bắt 9 ngày 10 ngày 9 đêm tôi mới tranh đấu, vì đó là một điều luật mơ hồ. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng là ở đây khi mà những người bị bắt về điều 331 hiện tại đó, nó không có cái dấu hiệu gì vui vẻ hết. Đó là một dấu hiệu cho thấy là đất nước không có tự do, luôn sử dụng là những cái điều luật mơ hồ như vậy để mà bịt miệng, trấn áp người dân, đặc biệt là những người dân dám lên tiếng đối với nhà cầm quyền, đối với công an, đối với cơ quan chức năng, đối với lãnh đạo. Đó là điều mà cho thấy xã hội thiếu vắng sự tự do. Cái điều khác biệt là khi mà những người bị bắt vào điều 331, có một số người bị bắt trước đó, trong đó có tôi và nhiều người khác, thì có thế giới tranh đấu. Vậy thì bây giờ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào điều 331, ai tranh đấu cho bà Nguyễn Phương Hằng? Ví dụ như tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt về điều 331, có tôi và nhiều người khác tranh đấu cho tỉnh Thất Bồng Lai. Bây giờ câu hỏi chúng ta đặt ra, ai bị bắt bởi điều
bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì ai tranh đấu? Đó là điều tôi đặt ra. Quý vị thấy sự khác biệt của những cá nhân bị bắt. À, bên này có một bạn Tiến Phan Hữu, đi làm YouTube để sống qua ngày mà lên đây dạy đời nản vậy. Ồ, tôi không có ý định dạy đời ai. Bạn vô đây bạn nghe là bạn chấp nhận tôi bị dạy đời, vậy tôi cũng hay đó chứ bạn Tiến Phan Hữu, đúng không? Kể cả tôi có làm YouTube để sống qua ngày thì đó cũng là một cái câu chuyện mà liên quan tới trí tuệ của tôi nói sai hay tôi nói đúng thì có khán giả nhận xét, đúng không? Chứ tôi không có kiểu nói xong rồi xóa. Cho nên các bạn fan hâm mộ đầu tư cái gì? Cái gì mà đầu tư cho tôi một chút xíu, cái gì phản biện? Các bạn cứ vào làm YouTube sống qua ngày. Tôi làm có YouTube có sống qua ngày đi chăng nữa cũng là chuyện của tôi, đúng không? Bao nhiêu người làm YouTube, sao các bạn không vô bảo họ làm YouTube sống qua ngày mà các bạn cứ lại kích đẻo tôi kiểu đó? Biết tôi dạy đời mà phải chịu khó ngồi vào đây nghe, chứng tỏ là tôi cũng là cô giáo có tài chứ bộ, đúng không bạn Tiến Phan Hữu? Đây, lâu lâu mới có một bạn, buồn ghê. Dạy mãi cũng có người khôn chứ. Ở bên kia chắc khán giả không nhìn thấy, để tôi cấp biết qua đây. Làm YouTube để sống được là không dễ đâu. À đúng rồi đó, khó thiệt đó. Cho nên các YouTube khác mới quay ngược trở lại là chửi nhau. Ai, hôm nay chủ đề của tôi là tiếp đón các anti-fan mà các bạn cứ bảo dư luận viên kệ đi. Khán giả nhiều khi quý vị cũng hơi là ích kỷ. Tôi cứ nói cho quý vị cả tuần rồi, cuối tuần cũng phải để tôi gặp tôi giao lưu với dư luận viên và anti-fan của tôi với lại fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng chứ. Bây giờ bạn nào trả lời giùm tôi nè. Tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt vì điều 331, có tôi và nhiều người khác tranh đấu, trong đó từng bước công an phải điều chỉnh giùm cái sai, những cái họ làm sai rồi đó. Vậy bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, ai tranh đấu cho bà Nguyễn Phương Hằng? Hồi nãy tôi nói tới đó thì có khán giả nhắc là luật sư Vũ. Nhưng mà vừa nhắc xong là lại nhắn rằng là ôi xin lỗi, luật sư quay xe rồi. Ông này ông ở Mỹ mà ông dùng chữ quay xe, tôi mắc cười quá quý vị ơi. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi đi, các fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng trả lời giùm tôi nè. Tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt, chúng tôi ngồi quá chừng trời, chúng tôi là đi làm gì? Chúng tôi ngồi ký chữ ký nè, chúng tôi chỉ vạch ra cái sai của cơ quan công an nè, sai đâu sửa đó nè, chúng tôi mét công an nè, công an huyện Đức Hòa lượm heo quay dưới đất lên ăn kìa, cho nên công an Long An mới rút lên vụ án lên phía trên để giải quyết. Vậy giờ ai giải quyết, ai đi tranh đấu cho bà Nguyễn Phương Hằng đây? Bên này có khán giả kêu Võ Hoàng Yên tranh đấu. Đó. Bên này có khán giả kêu Võ Hoàng Yên. À có người gọi là anh Trần Ngọc Thảo, anh thích Nhật Từ. Hay nè. Chiêu này hay nè. Anh Trần Ngọc Thảo tức thích Nhật Từ. Bên này có khán giả nói, đến giờ chưa thấy đoàn luật sư nào bảo vệ bà Nguyễn Phương Hằng. Đề nghị luật sư Trần Quốc Vũ vào cuộc cứu chúa. Khán giả nói xin lỗi rồi, tại vì luật sư Trần Quốc Vũ quay xe rồi. Hành vi đó luật sư Trần Quốc Vũ xác định vi phạm pháp luật rồi. Trời ơi bạn Quý Trần, bạn viết một lần thôi tôi đọc được mà. Đây, flood diễn đàn tôi đúng không? Úp mặt vô tường rồi tôi trả lời cho nghe. Đây. Tao mất rồi, bạn này tôi nói rồi, đừng có flood diễn đàn tôi, úp mặt vô tường đi. Đúng không? Đây, bạn này bạn viết nè. Là đây. Đâu mất rồi. Để tôi đọc qua bên đây cho, tôi bỏ qua bên đây cho khán giả hai bên coi nha. Quý vị thấy không? Tôi cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Đọc bên này sợ khán giả bên kia không thấy. Đây. Quý Trần, điều 331 mơ hồ hay chính mẹ nắm mơ hồ? Vi phạm 331 rành rành giữa ban ngày từ mẹ nắm Phương Hằng, Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Văn Đài ai mà không biết. Trời ơi chị Hằng sao mà đứng cùng đẳng cấp với tôi được? Chị Hằng là 331, tôi là 117. Google bạn, bạn Quý Trần, một phút thôi, Google. Tôi không có đi đánh phá người già, con nít trẻ em. Tôi cũng không có ai
đi dụ dỗ dắt dây cho tôi. Tôi cũng không có công an mồi bài cho tôi. Tôi là tự tôi làm. Và tôi bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải là lợi dụng cái quyền tự do dân chủ đi ăn hiếp người già con nít trẻ em, không nhục mạ, không chửi con nít. Tôi không phải. Chị Tuyền tuổi gì mà xếp chung với chúng tôi? Chúng tôi vạch trần cái sai trái của đảng viên. Chúng tôi vạch trần cái bọn sâu mọt làm ảnh hưởng tới đất nước chúng tôi, cho người dân lên tiếng. Chị Tuyền tuổi gì mà so với tôi? Trời ơi, so làm sao? Cho nó coi như là nó thông minh, nó trí tuệ một chút. Mà chưa gì hết, bảo rằng là 331 nó là một cái điều luật nó rất là mơ hồ. Ngày hôm nay người nào cũng có thể bị bắt vì điều 331 hết. Lợi dụng cái quyền tự do dân chủ là cái gì? Nếu có tự do dân chủ thật sự thì cái chuyện phê phán lãnh đạo, chỉ ra cái sai của cơ quan công an cũng chính là những người mà phải làm sao? Những người được tôn vinh chứ, tại vì họ chỉ trích cái sai của chính quyền mà giúp cho chính quyền sửa sai để vững mạnh hơn. Thì cái đó mới là những người là công dân tốt đó, mà tự nhiên cái bị bắt. Còn những người mà lợi dụng cái sức ảnh hưởng của mình như bà Nguyễn Phương Hằng, đúng ra phải là vu khống, làm nhục người khác, chứ không phải là 331. Có bạn nào bảo tôi cứu nhân độ thế đi nói bậy hoài. Ra tôi đâu có đi cứu nhân độ thế. 97 triệu fan hâm mộ của chị Tuyền đâu, 94 triệu chứ. Chị Tuyền chỉ kêu chỉ cả thế giới, cả đất nước Việt Nam chỉ có 3 triệu người không ủng hộ chị, còn lại 94 triệu người, 94 triệu người khác đâu đứng lên. Đúng không bạn Khoa Nguyễn? Tôi nói luôn, bạn văn minh tử tế một chút nha. Còn bạn mà cà khịa đó hoặc thích kích đẻo đó thì tôi mời bạn. Tại vì đầu tư phải viết cái gì cũng phải đầu tư vô. Trời ơi, xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng có tiến sĩ luật, có luật sư, có cả rừng, rồi có luật sư quốc tế nữa. Sao tôi phải cứu nhân độ thế? Tôi chỉ đứng về phía người thấp cổ bé họng thôi, người bị chà đạp thôi. Còn người đi chà đạp người khác thì để cho fan hâm mộ của mấy bạn, của bà Nguyễn Phương Hằng cứu chứ. Liên quan gì tới tôi đâu. Đúng không? Mà nếu công an mà kết tội có dấu hiệu mơ hồ đó thì tôi sẽ lên tiếng giờ để coi thử là ở đây xem thử là sao. Thôi tôi không phải bên Phật, tôi tiễn bạn lên đường luôn, đỡ mất thời gian. Xong. Mấy bạn nhiều khi giờ cô Tuyền bị ức chế đó, cho nên là các bạn không biết chỗ nào để xả. Hồi xưa mỗi lần cô Tuyền mở live chat lên, trời ơi, các bạn vào chửi tùm lum hết, chửi người này người kia. Giờ không biết chửi ai, tôi là hướng dẫn rồi, quay lại chửi tôi. Các bạn quay lại chửi tôi, tự nhiên các bạn lại thấy mình sống lại. Nhưng tôi nói đó, các bạn có thể thả tim cho cô Hằng, rồi các bạn có thể thả số 1 cho cô Hằng, rồi các bạn có thể chửi thoải mái, nhưng ở đây không có. Chúng tôi ít ít thôi, chúng tôi nhỏ nhỏ thôi. Chúng tôi là những người văn minh tử tế, không có chuyện là chửi bới, không có chuyện xài 500 một ngàn ở đây. Không có cái chuyện là lên chửi người khác, lấy cái chuyện đó làm thú vui. Tôi chỉ đứng về phía người nghèo thôi. Còn những người có tiền đi thuê luật sư rồi kiện ra quốc tế như chị Tuyền, làm gì đến tuổi tôi mà bảo tôi giải cứu. Nên là quý vị đó, lâu lâu đó thì bảo rằng là không cho tôi nói. Rồi tôi hỏi mà sao không có trả lời. Còn giờ tôi trả lời thì các bạn không vào. Tội của bà Hằng là đúng người đúng tội. Tôi không đồng ý với quan điểm tội của bà Hằng là đúng người đúng tội nha. Vì đối với tôi đó, cái quyền tự do ngôn luận của bà Nguyễn Phương Hằng đó, hôm nào quý vị sẽ nghe những điều tôi phát lại. Bà Nguyễn Phương Hằng nói không có sai về công an đâu. Bà Nguyễn Phương Hằng không có nói sai về ông Phan Văn Mãi đâu. Dùng cái điều tội đó để chụp bả, nếu có đó thì phải làm rõ bà Nguyễn Phương Hằng làm nhục View Anh bị ảnh hưởng ra làm sao, vu khống như thế nào. Hai tội đó kết hợp lại để ra cái tội có thể xử bà Nguyễn Phương Hằng. Quý vị biết họ kết tội bà Nguyễn Phương Hằng vì cái tội danh là lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để làm cái gì không? Để hù các fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng. Bây giờ cô Hằng bị kết tội vì chửi chính quyền, các bạn đâu dám lên tiếng nào nữa đâu, đúng không? Đó, họ lôi kéo cái vụ này vô chính trị, họ lôi kéo cái vụ này vô chính công an làm đúng. Cho nên các fan hâm mộ của
Tỉnh thất, à, xin lỗi, các fan hâm mộ của cô Nguyễn Phương Hằng run rét hết rồi đúng không? Sợ im rồi đúng không? Họ kết tội điều 331 là có chủ đích đó. Lấy cái câu chuyện đó để mà đi sang hù những người khác. Nhìn vào trường hợp của Nguyễn Phương Hằng đây, bị bắt vì tội lợi dụng cái quyền tự do dân chủ đây. Có người hỏi tôi bà Nguyễn Phương Hằng lấy quyền gì chà đạp người khác, thì tội đó là tội làm nhục vu khống. Đúng ra phải kết người ta tội đó chứ. Ở Việt Nam ngày nào còn chấp nhận cái điều mà lợi dụng cái quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của người khác, ngày đó còn chấp nhận rằng không được phép mở miệng. Bởi vì mình có biết như thế nào là lợi dụng. Lợi dụng nó là một cái khái niệm rất mơ hồ. Cho nên ở đây là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, nó là một cái mũ, một cái thòng lọng mà bất cứ ai cũng có thể bị chụp lên hết. Quý vị còn bằng lòng với cái điều luật đó, người ta nên vui vui một nửa thôi. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt nó vừa đúng với cái mong muốn của quý vị. Nhưng vui vì bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt bởi điều 331 là sai bét rồi. Bởi vì sao? Đó là một điều luật mơ hồ. Kể cả tôi là người phản biện bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng quý vị thấy tôi chuyện nào ra chuyện đó. Bắt bà Nguyễn Phương Hằng với điều luật này là sẽ làm cho cả xã hội ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng là sợ. Vì sao? Chết rồi, nói xấu chính quyền. Chết rồi, nói xấu công an. Trong khi chính quyền và công an và lãnh đạo là đối tượng phải bị phê bình, phải bị chỉ trích, phải bị mổ xẻ thì đất nước nó mới khá lên, người dân mới tiến bộ được. Họ bị phê bình, bị chế trích, bị chửi. Tôi nói cái khái niệm dễ hiểu là chửi, bị chửi mỗi ngày để cho đất nước quốc gia phát triển là bởi vì người dân người ta soi lãnh đạo. Nhưng ở đây bà Hằng có soi lãnh đạo mấy đâu, có soi cái gì của lãnh đạo đâu, toàn đi soi máu quần chúng, làm những chuyện đang đúng thì công an lái cho đi theo cái vai trò của mình đó. Công an lái bà Nguyễn Phương Hằng đi phân tích nghệ sĩ, xong cuối cùng nghệ sĩ chơi bài là gửi tiền về mặt trận tổ quốc hết, đâu có còn hết phim. Phim hay đến hồi kết, kết thúc chương trình đài truyền hình tới đây là hết, ai nấy đi về nhà. Rồi từ đó bà Nguyễn Phương Hằng mới lấn sang, cuối cùng tới cái chuyện là lợi dụng sức ảnh hưởng của mình. Người ta gà bài cho, người ta lợi dụng, người ta lôi kéo cho, xong sau đó đi chà đạp người già, con nít, trẻ em, rồi gọi đó là chiến thắng. Bây giờ cay đắng nhất là lúc đang nằm trong tù, người ta chơi cái kiểu, lêu lêu chị Tuyền, chị bị lừa rồi. Một người mà tự nói tôi luôn có trí tuệ, tôi luôn thông minh sắc bén, mà bây giờ vô cái cảm giác mình bị lừa, phát điên chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên khi mà mình xem những cái vụ này đó, thì tôi có nói với các fan hâm mộ của bà Hằng đó, kể cả là những bạn mà muốn bản phản biện tôi cũng vậy. Hôm nay tôi dọn bữa tiệc này nó hơi mặn đối với các bạn đúng không? Mới ngày nào hôm qua chúng ta tay trong tay, người cầm điện thoại, người cầm cây quay, người livestream tự giơ điện thoại lên nói một mình, rồi hứng khởi coi như đó là cái gì? Đó là chính nghĩa. Mới ngày hôm qua anh em chúng ta, 5 anh em trên một chiếc xe tăng xuống tỉnh Thất Bồng Lai để càn quét. Ngày hôm nay ai ngờ báo công an đã nói đó là hành vi coi thường pháp luật, tụ tập gây hứng, gây rối, mất an ninh trật tự. Cay đắng lắm. Mới ngày hôm qua chúng ta còn là anh hùng, ngày hôm nay đã thành bà khùng đúng không? Mới ngày hôm qua còn là cô tiên chửi tỉnh Thất Bồng Lai không ra gì, ngày hôm nay là bà điên luôn, bị kết tội lợi dụng cái quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích quốc gia, y chang như cái tội kết tỉnh Thất Bồng Lai. Vậy thì cuối cùng đã thấy mình bị lợi dụng chưa? Các fan hâm mộ của cô Hằng bây giờ đã thấy mình bị lợi dụng chưa? Tôi luôn là vỗ về các bạn. Những trái tim tôi cứ hay nói rằng đây là lúc các bạn mong manh, dễ vỡ, hoang mang. Cho nên các bạn, một là đi cổ vũ những người khác quay lại chửi tôi nè, lập công với công an. Mà chửi là chửi cho đúng nha. Bởi vì kể cả ngay cả khi mà cô Hằng của các bạn đang còn gọi là mạnh nhất, sung sức nhất trong cái độ mà thu hút quần chúng nhất, còn chưa chửi được tôi, thì các fan quay xe như Trần Quốc Vũ chửi sao cho khéo nha. Rồi các anh em khác cũng vậy.
Bây giờ mà muốn lên sóng với là cơ quan chức năng công an mời, họ giao nhiệm vụ về chửi bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là các anh em có chính nghĩa lại ngay. Tôi trao chính nghĩa cho các anh em đó. Có bao giờ các anh em tự thấy sao cô Tuyền cũng không chửi cái bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không? Hồi xưa giờ, lúc mà đang rầm rộ nhất, lúc mà kể cả là Lê Thanh Minh Tùng lên mét đó, là mẹ nắm đứng sau tỉnh thất bồng lai, rồi mẹ nắm gửi thư cho bà Nguyễn Phương Hằng nữa, các bạn có bao giờ thắc mắc là làm sao cô Tuyền của các bạn không chửi tôi không? Cô Tuyền của các bạn mà còn suy nghĩ như thế thì các bạn cũng phải biết đầu tư câu chữ. Hôm nay tôi mời tiệc các bạn, nhưng mà hơi buồn cho các bạn đúng không? Tại vì tôi chuẩn bị sẵn một cái chủ đề để cho các bạn thấy là các bạn là bị lợi dụng. Mới ngày hôm qua là xuống còn rần rần, ngày hôm nay trở thành phạm nhân rồi. Cái bất công nó nằm ở chỗ đó. Cho nên tôi nói đó, về bà Nguyễn Phương Hằng thì tôi không phân tích tất cả những cái nội dung khác nữa. Nhưng mà cái gì kể cả cơ quan chức năng nếu làm sai với bà Nguyễn Phương Hằng, tôi vẫn phân tích như bình thường chứ không phải quay xe giống như Trần Quốc Vũ đâu nha. Cho nên tôi vẫn đợi. Hôm nay là ngày 28 rồi. Ở Việt Nam ngày 28, Bắc ngày 24. Lẽ ra là phải có luật sư rồi mà chưa nhìn thấy phát ngôn chính thức gì từ fanpage của Đại Nam, cũng giống như là các trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng hết. Những ngày đầu, trong khoảng một tháng đầu ở trại tạm giam, nó rất là kinh khủng nếu mà không chuẩn bị tinh thần. Cho nên tôi thì tôi phụ nữ, cho nên tôi chỉ hơi lo rằng là chị Tuyền không biết có sống được hoặc là có qua được một tháng đầu hay không. Qua được một tháng đầu rồi, biết đâu trở thành đại bàng trong trại giam giống tôi làm sao. Giọng của chị Tuyền còn khỏe hơn tôi nữa. Cho nên quý vị chờ đi quý vị. Khi nào mà có luật sư hoặc là khi nào mà có cập nhật từ phía các cơ quan chức năng đó thì chúng ta lại là nghe. Không biết lúc khám nhà của em Tuyền có mấy lá thơ của Quỳnh không ta? Ồ, em cũng đang thắc mắc chuyện đó đó. Tại vì thường thường hồi xưa là khám nhà em á, là cái gì cũng đưa lên rồi chụp rồi đưa lên màn hình hết. Chứ mà lần này không thấy, không thấy làm cái chuyện đó. Mà thấy có thư mình trong đó chắc cũng vui. Tại vì bộ công an thì chắc cũng chả lạ gì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đọc thư đó thì thấy rõ là có chỉ đạo trước. Mình sẽ chờ thôi quý vị. Bởi vì tôi có nói là cái chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt ngày hôm nay đó, nó không có phải là cái chuyện để vui. Vì sao? Nhiều người sẽ cảm thấy hả hê, tôi hiểu cái tâm lý đó. Nhưng nó là một dấu hiệu đáng buồn. Bởi vì khi sử dụng một điều luật mơ hồ để kết tội người, bất kỳ người nào đó, thì mình sẽ nhìn thấy rằng là đó là dấu hiệu cho thấy quốc gia không có tự do dân chủ. Không biết vào trong tù chị Tuyền có livestream trực tiếp được hay không. Mà quý vị vui tính quá. Quý vị vui tính quá. Ở trong tù thì tôi nghĩ chị Tuyền nếu mà ở được một thời gian rồi sẽ tập trung một số cái nội dung khác nữa rồi lên chia sẻ, gọi là lên đài đó. Biết đâu chị Tuyền vô đó tạo nguồn vui động lực cho các anh em trong trại giam lên đại bàng sao, giống như tôi ngày xưa thôi. Có khán giả hỏi Như Quỳnh nghĩ gì về Dũng Lò Vôi có bị bắt không à? Tôi không có dự đoán, tôi không thích dự đoán bắt hay không chuyện của cơ quan công an. Tôi không có nghĩ chuyện này. Và tôi cũng không có thích dự đoán chuyện ai bị bắt hết. Vì sao? Thì tôi đâu phải cơ quan chức năng đâu mà dự đoán ai bị bắt và ai không bị bắt. Tôi không thích dùng công an để giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội. Đó là lý do tại sao mà tôi chỉ nói cái gì mà tôi biết thôi. Còn cái gì mà bảo dùng công an trị người này bắt người kia thì không. Nên tôi chỉ hy vọng rằng qua được một tháng đầu tạm giam, chị Tuyền sẽ anh dũng trở về. Biết đâu đó về sớm sao, kỷ lục của tôi án 10 năm mà ở tù có 2 năm 8 tháng thôi. À quên lộn, 2 năm 8 ngày, xin lỗi quý vị. 2 năm 8 ngày thôi rồi được tiễn ra sân bay Nội Bài đi Mỹ thì để coi chị Tuyền có đi ship được hay không. Hay kỷ lục của chị Tuyền là bao nhiêu năm, chúng ta chờ thưa quý vị. Tôi xin phép là kết thúc chương trình chia sẻ của tôi hôm nay tại đây cùng với tất cả quý khán thính giả.
Mến chúc sức khỏe an lành đến với tất cả quý vị. Chúc bình an. Và cảm ơn các bạn anti-fan của tôi. Cảm ơn các fan hâm mộ của cô Nguyễn Phương Hằng đã vào giao lưu với tôi trên tinh thần bước ra khỏi sự khác biệt bằng văn minh và tử tế. Và nhớ rằng là tôi mời các bạn rõ ràng thì các bạn vào thì tôi sẽ trả lời không sót một câu nào hết. Nhân lúc tôi đang chia sẻ các bạn chọc nghe thì đừng có hỏi tại sao là tôi không trả lời rồi tại sao tôi mất lịch sự nha. Người lịch sự là người ta mời mình đúng nơi đúng chỗ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tuần sau nữa thưa quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các khán giả cùng múi giờ với tôi ngủ ngon.